Hai, xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em hai sản phẩm độ dành cho Exciter và Winner. Đó là nồi độ cho Exciter và Winner có hai hãng, thì có hãng Lai và hãng Cozy. Và ngoài ra thì cái món thứ hai đó là lò xo nồi độ cũng dành cho Exciter và Winner. Đấy, xe anh em nào đi lâu ngày nó không còn cảm giác bốc hay là nó bị nhão rồi đó, thì anh em cũng nên nâng cấp lên bố nồi và lò xo nồi để đi cho nó có cảm giác bốc hơn và chạy hậu nó cũng được ok hơn. Đấy, thì ở đây cái sản phẩm thì có giá từ 160.000 cho đến 270.000, giá thành cũng rất là rẻ, rất là hợp lý dành cho những anh em muốn độ nhẹ cho chiếc xe yêu quý của mình. Thì những sản phẩm ở đây nó cũng có giá niêm yết ở bên trên, thì giá này mình khuyến mãi là có bao công lắp đặt cho anh em nha. Đấy, thì như ở đây là nồi Cozy và nồi bố nồi Cozy và bố nồi Exciter, thì giá của hai sản phẩm này là 250.000, 260.000, và có bố nồi của Winner ở đây thì là 270.000 nha anh em. Đấy, thì những sản phẩm ở đây mình sẽ bao lắp đặt cho anh em và sẽ cho anh em thử và canh chỉnh theo ý của anh em đó. Ngoài ra thì ở đây còn có lò xo nồi, để anh em muốn xe bốc hơn, muốn được cái nồi nó bắt hơn thì nâng cấp lên lò xo nồi, giá chỉ có 160.000 thôi đó. Và các sản phẩm này thì mình cũng có dành luôn cho dòng Rider nữa nha anh em. Rider, rồi anh em nào quan tâm tới sản phẩm nồi và lò xo nồi thì cũng có thể ghé shop mình. Rồi, xin cảm ơn anh em.